Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm cái JMS là dung dịch vi sinh bản địa, là mình nhân sinh khối nó lên. Cái thứ hai là mình làm lại cho bạn cái đạm đậu nành. Đấy, cái video ngày hôm nay mình sẽ làm thật là ngắn gọn hai cái nội dung này, bởi vì hai cái này nó rất là quan trọng và nó toàn là hữu cơ hết, mà các bạn làm vườn thì nó rất là xanh tốt, đặc biệt là cái dung dịch bản địa này. Còn cái đậu nành này nó cũng rất là nhiều dưỡng chất. Đấy, mình hôm nay mình sẽ làm bằng bã đậu đấy các bạn. Ở đây là mình có sẵn đây này, là hôm qua mình mới xin được một bao. Đấy, người ta có bao nhiêu thì bấy nhiêu, nhưng mà khoảng độ là gần nửa cái xô này. Cái xô này ở đây của mình là 20 lít, thì chỗ này là khoảng độ là 10 lít. Còn cái xô này là xô không. Đấy, mình sẽ làm JMS. Còn khoai tây này các bạn, đây mình đang nấu sôi đây. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà mình sẽ không cần phải đợi cho nó nguội, mình làm luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ làm hai cái cùng một lúc luôn. Đấy, bây giờ mình đang có nước sôi rồi, tí nữa mình sẽ lấy cái nước này mình sẽ hòa với cái mật rỉ đường để mình làm cái đậu nành luôn. Đây là cái bã đậu đây nhá, mình cho các bạn coi, tí nữa mình đổ đường không thấy đường. Đây, cái bã đậu đây này rất là tốt, cho dù là người ta có xay ra rồi á, người ta làm đậu hũ các bạn, cái này còn rất tốt. Bây giờ mình sẽ cho là mật mía. Đây, mật mía của mình có sẵn đây này. Đấy, hoặc là các bạn có thể bỏ đường vàng, nhưng mà mật mía thì mình làm mình thấy là nó rất là tốt. Đấy, mình làm phân bón. Bây giờ mình sẽ dùng nước sôi. Đây nhá, bây giờ mình sẽ dùng nước sôi. Nhưng mà nước sôi ở đây là mình đã có cái nồi khoai tây mình luộc này. Các bạn lấy luôn cái nước này các bạn xài luôn. Đấy, mục đích chỉ là cho nó tan đường thôi chứ không có gì hết. Đấy, giờ các bạn hòa tan ra này. Đấy, các bạn đổ mật mía xuống. Bây giờ các bạn đổ nước nhé. Đổ nước mưa hay là nước máy, nước trong vòi để qua đêm cũng được. Đấy, trong này là toàn là bã đậu. Cái này các bạn có thể dùng cái dịch là các bạn tưới cây đấy các bạn. Rồi bã các bạn đem chôn đất. Hoặc là các bạn muốn bỏ xuống đất ấy. Nhiều người ủ bã đậu ấy, thì nó rất là tốt. Nhưng mà nếu như các bạn bỏ cái này này, tí nữa mình sẽ bỏ vi sinh vô, các bạn ủ cho vòng một tuần thôi, rồi sau đó là các bạn đem xuống đất các bạn ủ thì nó tốt hơn nhiều. Các bạn không có cần đổ đầy đâu, các bạn lên để một cái khoảng không như vậy này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bỏ cho mình cái men vi sinh, là cái chế phẩm IM này. Mình sẽ bỏ khoảng độ là 1 lít. Đấy. Hoặc là nửa lít cũng được. Các bạn bỏ vô thì nó sẽ nhân nuôi cùng với đường. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây nhá. Mình sẽ xem là của mình hôm nay là mình còn bao nhiêu. Đấy, cái men này nó rất khỏe này. Khi mà các bạn mở ra mà nó phun trào á, các bạn ở trong cái chai này là các bạn đậy kín lại. Đấy, hàng ngày là các bạn có thể 1-2 ngày tùy theo, các bạn mở nắp cho nó xả khí ra, mà các bạn đừng có đổ đầy. Các bạn nuôi được, các bạn nuôi khoảng độ 2/3 chai thôi, thì đổ ra mà nó sủi bọt này là cái lượng vi sinh nó rất là khỏe. Đấy, giờ các bạn sẽ bỏ đây nhá. Để mình cấy vi sinh, nhiệt độ ở trong này là ok rồi. Hôm nay mình sẽ thêm một cái phần nữa, nó sẽ chất lượng hơn. Các bạn, cái này là có cũng được mà không có cũng được. Cái này là GE dứa. GE dứa mình có một cái video cho các bạn. Các bạn mở ra các bạn coi. Thì các bạn không có cái GE dứa này thì các bạn sẽ lấy cái trái dứa, các bạn cắt ra cho khoảng độ một nửa trái vào đây, và cắt nhỏ ra cũng được. Thì cái phân của mình nó sẽ rất là thơm. Đấy, mà cái thủy phân
nhanh là cái phân giải của nó tốc độ nhanh hơn đấy. Đấy các bạn, rồi mình bỏ vào đây. Cái liều lượng thì mình tùy thôi, các bạn có nửa lít thì các bạn cho nửa lít, còn các bạn có 1 lít cho 1 lít các bạn bỏ vô. Thì các bạn khi mà các bạn dùng, các bạn bón cây đấy, cái cây nó của mình nó rất là khỏe. Đấy, cái phân của mình nó, cái trong này nó nói là cái hàm lượng đạm là cái đạm giống như ure đấy các bạn. Nhưng mà cái này nó tốt hơn ure rất là nhiều, bởi vì nó hoàn toàn là thiên nhiên hết. Như vậy là được rồi. Là cái phần đậu nành này. Đậu nành này là xong. Bây giờ qua cái xô bên này, mình sẽ làm cái nhân khối vi sinh bản địa. Các bạn thậm chí ấy, các bạn chỉ cần hai cái này thôi là các bạn cũng đã đủ được, các bạn làm farm rồi và làm vườn ở trong gia đình là dư sức. Đấy, còn các bạn có những cái phần khác thì càng tốt. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lấy nước vào trong đây nha. Để mình chuẩn bị mình nhân khối vi sinh. Bây giờ mình sẽ làm cái này này, các bạn khoai tây là còn nóng nhá. Đấy, đúng ra thường ấy, khi mà mình nấu sôi xong đó các bạn nóng quá các bạn cho vào xay là không được. Các bạn bỏ vào trong này nè. Cái nước ở đây nó nguội rồi. Các bạn xay nát ra thì nó tốt hơn. Bây giờ các bạn sẽ bỏ vào trong này các bạn xay. Đấy là nó sẽ nguội bớt đi rất là nhiều. Đây, khoai tây các bạn mua khoai tây nào cũng được. Các bạn muốn trồng cây ấy, thì các bạn lấy cái nhánh cây cây đó các bạn có thể thay bằng khoai tây. Nhưng mà các bạn có thể là trộn với khoai tây, nhưng các bạn phải thử nghiệm thôi. Nhưng mà mình trồng thì mình thấy rất là tốt. Bây giờ các bạn sẽ lấy nước nhá. Các bạn bỏ vô. Bây giờ các bạn sẽ bỏ cái này vào vô. Vô đây nha. Cái người mà phát minh ra cái này này, người ta tìm ra cái phương pháp này các bạn, người ta đã thử bằng rất nhiều các cái loại rau củ khác rồi, nhưng mà người ta thấy là khoai tây là dễ nhất. Đó, các bạn có thể thử bằng khoai lang hay là bằng những cái này cái kia khác. Đấy, nhưng mà cái này thì đối với mình cũng thử nghiệm, mình thấy là hoạt động rất tốt. Tiếp theo đó là cái phần rất là quan trọng là các bạn sẽ bỏ muối cho mình. Muối thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là muối biển nha, muối biển có nhiều loại muối lắm, muối Himalaya rồi muối ăn. Cái muối ăn mà người ta để gọi là table salt đó các bạn, là người ta đã bỏ một số những cái chất phụ gia rồi, nó sẽ không còn nguyên chất của muối biển. Còn nếu như các bạn lấy nước biển ấy, các bạn bỏ vô thì các bạn sẽ dùng nước biển cho mình. Mình có cái video về GMS chuyên rồi. Hôm nay các bạn sẽ sử dụng là muối ăn nhé. Đấy, muối thì nó sẽ cung cấp khoáng chất. Tất nhiên là mình sẽ không có thể nào mà mình bỏ là nhiều quá được. Đấy, các bạn bỏ cho mình khoảng độ 1 muỗng ăn cơm. Nhắm chừng là cái tay mình đây này. Các bạn bỏ vô. Khi các bạn làm theo cái phương pháp vi sinh này của mình nè các bạn. Các bạn sẽ giảm rất nhiều những cái bệnh mà về nấm, tuyến trùng, những cái bệnh mà liên quan ở dưới đất đấy các bạn. Các bạn sẽ giảm hẳn luôn, giảm rất nhiều. Ngoài ra nó sẽ cung cấp rất là nhiều những cái khoáng để cho cái cây trái của mình nó sai, nó tốt. Khi mà ra trái đấy các bạn, nó sẽ cần rất nhiều những cái phân và khoáng chất nữa. Cái khoáng chất thì trong đất bình thường nó đã có rồi, nhưng mà sau quá trình sử dụng ấy, mình sẽ hút lên. Cái thứ hai là mưa và tưới nước nó sẽ ngấm xuống và nó sẽ trôi ra biển. Đấy là cái lý do tại sao mà mình phải bổ sung cái khoáng mà như vậy. Đấy, còn mình bỏ nhiều quá là đương nhiên là nó sẽ phản tác dụng. Nhưng mà nếu như các bạn bỏ một cái lượng vừa phải thôi thì nó sẽ rất là tốt. Bây giờ cái phần tiếp theo là các bạn sẽ đi lấy vi sinh các bạn bỏ vào cho mình. Thì vi sinh các bạn sẽ kiếm ở đất tốt. Đất tốt thì các bạn nếu mà không có thì các bạn có thể tự nhân nuôi. Ở đây là cái thùng mà mình làm nuôi giun mới làm compost cho các bạn. Mà thực ra là đó là một loại đất rất là tốt và giàu vi sinh. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cái này để các bạn nhân nuôi nha các bạn. Để mình nói sơ qua cái cách mình làm cái đất tốt này các bạn. Các bạn sẽ lấy cái đất ở ngoài vườn.
đất potting mix hay đất garden soil cũng được. Nói chung là các bạn lấy đất, các bạn bỏ vào đây. Các bạn sẽ để một bên là chỉ có đất thôi. Một bên đó thì các bạn bỏ đồ ăn, các bạn có thể bỏ khoai tây, các bạn cỏ, các bạn bỏ vỏ chuối hoặc là những cái thực vật hữu cơ. Các bạn bỏ bên này, các bạn trộn với đất, đều với đất. Một bên này á, các bạn chỉ có để đất thôi. Cái lý do á, để khi mà giun nó ăn á, thì nó có chỗ để nó nằm, nó ngủ hoặc là nó làm cái công việc của nó. Còn khi nó ăn thì nó ra đây nó ăn. Nếu như các bạn trộn đều lên đây mà nó nhiều thức ăn quá mà giun nó không ăn kịp, nó có thể nó sẽ gây lên hiện tượng là bị thối. Nó bị thối á thì là giun của mình nó sẽ bị chết, và cái thùng này nó của mình nó sẽ bị có mùi và các bạn sẽ làm không thành công. Ngoài cái trường hợp mà ngoài cái chức năng mà để nuôi giun ra đó, nó còn có một cái chức năng nữa là nó rất là giàu vi sinh. Thế bây giờ mình sẽ lấy cái đất này nha, mình ra mình nhân nuôi. Của mình ở đây là nó có 3 tầng, còn các bạn không có mua sẵn, cái này mình mua bên mình. Các bạn ở những chỗ mà không mua được, các bạn có thể lấy cái xô hay là cái thùng xốp, các bạn làm, nhưng mà các bạn phải để ý là cho nó thoát khí. Và các bạn nuôi ở trong cái chỗ mà nó mát, nó gần chỗ mình ở đấy thì nó ấm chút xíu. Đây này, mình có đậy miếng vải lên, đây qua những cái lỗ để nó thoát khí đây này. Người ta đã chế rồi, còn không thì các bạn lấy kim các bạn châm cho. Cái tiếp theo nữa là các bạn nên một tuần hoặc là một vài tuần các bạn lấy nước các bạn tưới đều đây để cho nó có hơi ẩm các bạn. Và lúc nào là nước cũng phải đi ra. Của mình là mình mở luôn, nó dồ nó tắm á rồi nó đi ra luôn. Cái nước đấy các bạn sẽ đem ra các bạn tưới cây, nó gọi là cái dịch giun. Thì cái này nó không có giống như cái nuôi cái giun chuồn quế ở Việt Nam đâu. Cái giun ở này á, nó là cái giun mà nó có một cái đốt ở trên đầu đó các bạn. Người ta gọi là cái giun tiger. Đấy, nhưng mà mình không cần biết là giun gì, nhưng mà nó không có giống như là cái giun mà lúc nhúc người ta nuôi đâu. Cho nên là khi mà các bạn nuôi giun á thì đồng nghĩa với các bạn là các bạn đang nuôi vi sinh luôn. Ở trong này nó rất là tốt, nó chỉ có thực vật thôi. Đấy, khoai tây, đầu này kia. Các bạn có thể bỏ vô. Đấy là cái cách mà các bạn cái trả lời cái câu hỏi mà các bạn lấy vi sinh ở đâu ấy là các bạn như vậy. Còn nếu không các bạn ra ngoài vườn các bạn có thể lấy. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình ấy, các bạn nuôi ở trong này này mà các bạn đem ra các bạn nhân vi sinh bản địa GMS ấy, thì cái của mình nó rất là mạnh, nó sủi bọt lên rất mạnh, và trong vòng một ngày thôi là các bạn đã có một cái dung dịch để các bạn tưới cây, nó rất là tốt. Đấy, khi các bạn lấy xong thì các bạn đậy lại cho mình, rồi sau đó là các bạn hết đất thì các bạn có thể bổ sung. Lúc nãy mình có bỏ nước vô thì mình bỏ cố tình mình bỏ thấp nó xuống. Bây giờ mình sẽ nâng cái mực nước lên, cao lên trên này một tí để mình đảm bảo cái tỷ lệ muối các bạn nó không có bị quá mặn. Đấy, nhưng mà mình cho là mình đã ít rồi, mình đã giảm thiểu rồi, mình đã trừ hao rồi. Đấy, nước thì các bạn sử dụng nước mưa, mà nước sạch, không có hóa chất. Xô các bạn cũng sử dụng xô sạch. Khi các bạn đổ nước ấy, các bạn cái xô này là cái xô 20 lít. Đấy, nhưng mà các bạn không có nên đổ đầy ngập nhé. Các bạn chỉ đổ vừa thôi. Mình muốn là cái khoảng không trên này này. Đấy, bây giờ cái đất này nha các bạn. Mình làm là mình làm cái này nhiều lần lắm rồi. Các bạn dưỡng cây nhé. Bởi vì của mình mùa đông sắp tới rồi. Nó sẽ dẫn đến nhiều những cái bệnh. Cái thứ nhất là lạnh, cái thứ hai là nấm. Độ ẩm cao mà không có nắng. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Đây vi sinh đây. Các bạn có thể nuôi. Các bạn nuôi như mình vừa nói là tốt nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể đi kiếm ở ngoài vườn nếu như các bạn chưa có. Rồi các bạn nhân nuôi lên bằng cách như vậy. Cái công thức nguyên bản của cái người phát minh ra ấy, người ta sẽ bỏ vào một cái màng lưới người ta lọc. Người ta chỉ lấy cái phần dịch thôi. Nhưng mà mình cũng đã thử rồi. Nhưng mà các bạn làm mà các bạn đổ hết tất cả vô như vậy này. Mình thấy rất là mạnh. Nó rất là mạnh bởi vì nó còn nguyên bản. Tất cả những cái gì mà nó của thiên nhiên nó còn y nguyên như vậy. Các bạn đem các bạn nhân cho mình. Sau đó các bạn đậy nắp lên. Đấy, khi mà các bạn đậy nắp ấy, nếu như cái xô của mình nó kín chặt á thì là
Được, rất là tốt. Còn nếu mà không kín á, các bạn sẽ lấy cái miếng ni lông. Đấy, cái ni lông bên này các bạn để lên. Rồi các bạn đè một cái chai gì lên, nước lên cho nó nặng. Kể cả cái đậu nành ấy nhá. Đây. Các bạn cũng đậy lên cho mình như vậy. Đó. Rồi các bạn đè lên. Rồi các bạn lấy cái chai nước đặng này các bạn để lên. Đấy mình ghi tên rồi nhá. Cái này là dung dịch vi sinh bản địa GMS này, ngày hôm nay 16 tháng 4. Bã đậu là đạm, đậu nành cũng giống nhau, hai cái đều là đè nặng hết. Để các bạn thấy nhá, đây này, cái bột đá thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái bột đá khoáng khác. Ba cái này là đều là đậu nành hết, là bã đậu, mình xài bã đậu thôi, bởi vì chỗ mình nó rất là sẵn, ở đâu nó cũng cũng dễ kiếm hết. Đấy mình để sẵn rồi, để mình đến lúc mình cần nó có thể mình lấy ra mình xài thôi. Đây công thức này là các bạn, nếu như các bạn muốn cẩn thận, cái thứ nhất là cái dung dịch vi sinh bản địa là mình nhân khối, thì các bạn cần cho mình là khoai tây. Đấy. Thứ hai là các bạn cần muối biển, thì các bạn cứ lấy ở trong tay là các bạn một cái lòng bàn tay là được, hoặc là các bạn lấy một muỗng ăn cơm. Đất giàu vi sinh là chính là mình làm cái compost đó các bạn. Nếu như các bạn làm đúng cách thì rất là tốt. Ở trong đó nó rất nhiều vi khuẩn, virus rồi nấm, tất cả những cái gì mà nó có lợi là trong này là rất là nhiều. Rồi các bạn đem nhân sinh với nước sạch, rồi các bạn đậy kín lại cho mình. Đây giống như vậy, các bạn đậy kín lại, rồi các bạn đè cái can nước lên. Cái đạm đậu nành là cái bã đậu hay là đậu nành cũng được. Các bạn cần đường mật mía hoặc là các bạn sử dụng cái đường vàng này cho mình. Và các bạn sẽ cần là bã đậu, men vi sinh. Còn cái GE dứa này các bạn có cũng được mà không có cũng được. Cái dứa này nhé, các bạn cần là các bạn làm phân bánh dầu. Có rất nhiều bạn hỏi mình là cách làm phân bánh dầu đấy các bạn. Thực ra nó là cái quá trình mà người ta ép cái thực vật để người ta lấy dầu, và cái bã của nó người ta sẽ gọi là cái phân bánh dầu, bởi vì nó ở dạng những cái là bánh. Đấy thì các bạn có thể dùng GE dứa, các bạn làm giống y như cái phân đậu nành này, rồi các bạn bỏ vô, chỉ thay cái bã đậu này bằng cái bánh dầu thôi. Mà các bạn sẽ phải cho là cái tỷ lệ là từ ít cho tới nhiều. Thường là cái độ hữu cơ thì các bạn cho khoảng độ là 1 phần 10. Ví dụ như là cái này á của mình là 20 lít, thì các bạn chỉ cho là 1 phần 10 thôi. Là các bạn có khoảng độ cho là 2 kg hoặc là 2 lít. Đấy đại khái là như vậy. Rồi các bạn có thể tăng cái lượng lên, các bạn làm là các bạn phải thực hành thì các bạn mới rút được kinh nghiệm được. Đấy thì như mình nói thì là cái kinh nghiệm của mình thôi. Rồi các bạn nước này đậy kín rồi cho mình. Đấy, bánh dầu hay là cái gì cũng vậy. Đây là cái phân này rất là tốt. Còn khi mà các bạn đi sử dụng cái vi sinh này nhá, các bạn pha với tỷ lệ là 1:10. 1 lít này á thì các bạn sẽ pha cho mình là 2 1 lít này các bạn sẽ pha cho mình là 10 lít nước. Đấy, 1:10 cho tới 1:100. Thì các bạn phải thí nghiệm. Đấy các bạn bón đất thì các bạn cứ pha 1:10 cho mình, các bạn rải hết xuống dưới đất. Còn cái phân bã đậu nhá, mình cho các bạn coi. Bây giờ là tàn rồi, đây là các bạn. Bầu đây này. Bầu này thì nó hơi mạnh, nó đàn áp cả mấy thằng bí rồi mướp luôn, nó không cho mấy thằng kia nó mọc. Đấy mà người ta có câu ca dao rồi. Phải mướp thì nó cũng sống cũng rất khỏe nhưng mà không có lại được với bầu. Đây này các bạn. Cái này là phân bã đậu đó các bạn. Các bạn có thể đậm đặc nhé, hoặc là các bạn có thể pha với nước. Các bạn bỏ đây. Các bạn nhìn thấy dứa mình bỏ đây này. Đấy là dứa nhá. Các bạn bỏ vô. Rồi các bạn có thể phân tổng hợp hoặc là phân tổng hợp nấu chín. Các bạn trộn vào đây. Rồi sau đó là các bạn lấy cái này này. Không có mùi đâu, mình đứng đây nó rất là thơm. Nó không có mùi một tí nào ấy. Mà cái thứ tiếp theo đó là nó rất là tốt. Các bạn sẽ bỏ vào cái này cho mình. Đấy trồng cây đấy. Rồi nước ở trên này nó giỏ nó chảy nó sẽ trào ra. Đấy. Mình ở đây mình trồng mấy cái cây này là các bạn đầy đủ hết. Khoáng các bạn cũng không thiếu. Mà phân các bạn không thiếu. Nước cũng không thiếu là các bạn có đầy đủ. Đấy nhất.
Rồi sau đó là các bạn đấy, cái này là quả đậu nành. Đấy, các bạn muốn cho phân chuối vào cũng được. Đấy, vườn của mình là năm nay là mình trồng toàn là organic hết, toàn là đậu nành mấy vi sinh bản địa. Đấy, ổi là nhiều quá này các bạn. Chín đây này. Của mình sắp vào đông rồi các bạn, nó dẫn đến một số những cái bệnh từ mùa đông. Mình sẽ phải nâng cao cái sức khỏe của những cái cây của mình để nó không có bị bệnh. Đấy, cây táo tàu đây nè. Đấy, cây này nó mới lấy về. Đấy, mình đang dưỡng để sang năm mình trồng cây này là mình sử dụng gia đình. Cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.